Xin chào tất cả anh chị, mình tên là Khánh, thì mình hiện tại là mình đang là bác sĩ. Thì trước đây mình tốt nghiệp đại học y dược về khoa y học cổ truyền, thì mình cũng có 2 năm kinh nghiệm ở bệnh viện 1A Lý Thường Kiệt. Thì mình nghiên cứu khá là nhiều loại thuốc, thì mình thấy có một cái loại cây thuốc mà nó rất là độc đáo, một cái sản phẩm rất là độc đáo. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái sản phẩm ở công ty Sun. Thì ở công ty Sun này á, có một cái sản phẩm mà rất là độc đáo, gọi là cái USB á anh chị. USB tức là mình một cái sản phẩm lợi thế cạnh tranh, một cái sản phẩm mà một cái sản phẩm mà nó khác biệt so với bên ngoài, và bên ngoài không bao giờ có được. Và mình cái của mình đó là USB của mình đó là nhân sâm tế bào gốc đó anh chị. Thì điều này khẳng định nha anh chị á, hiện tại cái nhân sâm tế bào gốc này đã được 98 bằng phát minh và 41 giấy độc quyền trên khắp các nước quốc gia khác nhau. Thì khẳng định với anh chị đó là ở trên 41 quốc gia này thì chỉ có ở Centauri mới có nhân sâm tế bào gốc, ngoại trừ Centauri ra không có một công ty nào hay một cái sản phẩm nào có một cái sản phẩm đó là nhân sâm tế bào gốc được mà. Thì cái sản phẩm của bên mình á có cái lợi thế cạnh tranh đó là nhân sâm tế bào gốc. Thì á ở đây nó có hai cái vế mà anh chị phải chú lưu ý, đó là nhân sâm và tế bào gốc được mà. Thì em xin cắt nghĩa chút xíu, đó là tế bào gốc là gì. Khánh sẽ chia sẻ cho các anh chị là tế bào gốc, đây tế bào gốc hay còn gọi là tế bào chưa biệt hóa được không ạ. Tế bào gốc được gọi là tế bào chưa biệt hóa, tức là sao ạ? Tế bào gốc này, một tế bào này nó có khả năng là biến hóa thành tất cả những tế bào khác trong cơ thể của mình, được gọi là tế bào gốc. Ví dụ như anh chị nhìn như một cái tế bào như vậy giống nhau y chang hết, thì một tế bào nó có thể biến thành tế bào thần kinh, có một tế bào nó có thể biến thành tế bào tim, có một tế bào có thể biến thành tế bào cơ, ruột, gan được không ạ? Tức là anh chị có thể tưởng tượng là khi mà mình sinh ra đời á, thì khi tinh trùng nó hợp với trứng này, đây sự phóng loãng trứng và sự thụ tinh, thì nó ra một cái hợp tử đầu tiên là 2N. Thì cái hợp tử này nè, nó là một cái tế bào, và bắt đầu nó nhân đôi ra, nó phân tách ra nó thành 2 tế bào, 4 tế bào, 8 tế bào, 16 tế bào và 32 tế bào. Thì bắt đầu nó đậu với tử cung người phụ nữ, thì nó sẽ bắt đầu là trong 32 tế bào đó có một tế bào nó biến ra thành tế bào não, có một tế bào biến thành tế bào tim, có một tế bào biến thành tế bào gan, lông, tóc, móng, được không ạ? Thì khi cái tình trạng sinh sản vô tính này, có tình trạng mà tế bào gốc này ra đời á, thì con người ta bắt đầu người ta nghĩ tới vấn đề là sinh sản vô tính, được không ạ? Thì anh chị bây giờ anh chị tưởng tượng, có thể tưởng tượng là bây giờ lấy một miếng thịt của anh chị, lấy một miếng da anh chị, phân lập tế bào gốc, và sau đó thì cấy vô tử cung một người phụ nữ khác, thì có thể đẻ một người y chang anh chị luôn từ A đến Z. Nhưng mà chỉ có một điều là không biết bố mẹ là của cái người đó là ai. Cái người sinh được sinh sản vô tính đó giống anh chị từ A đến Z luôn, mắt mũi tay chân lông tóc móng tất cả anh chị, giống y chang anh chị. Nhưng mà chỉ có một điều là không biết bố mẹ của họ là ai, được không ạ? Thì khi mà cái tình trạng tế bào gốc này ra đời á, thì người ta bắt đầu là người ta cấm cấm cái việc mà sinh sản vô tính, đúng không ạ? Vì nó vi phạm về nhân quyền và luật nhân quả, thì nó không cho phép là một con người được tạo thành mà không có bố mẹ của họ, được không ạ? Và bắt đầu người ta cũng nghĩ tới vấn đề là người ta sẽ sinh sản vô tính con người để sau này có những trường hợp, ví dụ như là người ta bị suy gan, suy thận hay là bị bệnh gì đó, thì người ta có thể ghép gan, ghép thận, được không ạ? Lấy cái ADN, lấy cái gan của một cái người bên kia sinh sản vô tính, nó có thể ghép cho anh chị hoàn toàn rất tốt, tại vì nó ADN nó trùng khớp với nhau, được không ạ? Thì chính vì điều đó nên là tổ chức y tế thế giới ở WHO họ cấm và họ không cho phép mình sinh, gọi là mình làm trên con người và động vật, thì mình bắt đầu mình làm trên thực vật, được không ạ? Thì thực vật thì cái tế bào gốc của nó có một cái đặc điểm khác so với động vật. Tế bào gốc của động vật đó là cái tế bào gốc của thực vật đó, nó sở hữu một cái trạng thái đó là trường sinh bất tử. Thì anh chị thấy á, một cái cây nó có thể sống hàng trăm năm, hàng ngàn năm, nhưng mà một con người không thể nào sống sống quá lâu được, đúng không ạ? Nó có sự chết đi, nhưng mà ở tế bào gốc thực vật thì nó có một sự bất tử, được không ạ? Thì tế bào gốc bắt đầu người ta không làm trên động vật và con người được, thì người ta bắt đầu người ta nghiên cứu tới vấn đề là trên thực vật. Thì các anh chị cũng biết á, ngày trước đây á, có một đây là một cái tình trạng sinh sản vô tính của con cừu Dolly, và đây là con cừu đầu tiên trên thế giới mà nó đã được sinh sản vô tính. Thì khi mà người ta không cho phép sinh sản vô tính trên người và động vật, người ta bắt đầu nghiên cứu trên thực vật. Thì người trên thực vật thì người ta nghĩ tới là cái cây nào, một cái cây thuốc nào mà người ta ưu tiên cái loại cây và loại thực vật nào quý nhất và đang là hiếm nhất và tốt nhất. Thì anh chị cũng nghe tới nhân sâm, đúng không ạ? Ở đây của mình nó là nhân sâm, thì anh chị cũng đã nghe đó là trong đông y có một cái loại, có bộ gọi là bốn bốn loại dược mà quý nhất trong đông y, đó là sâm, nhung, quế, trực, được không ạ? Sâm, nhung, quế, trực. Thì cái nhung á, nhung còn gọi là sừng hươu á anh chị, sừng hươu,
Thì sừng hươu nó rất là bổ, nó gọi là đại bổ tỳ vị, tức là đại bổ cơ nhục. Tức là anh chị khi mà anh chị bị vấn đề về 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 suy dinh dưỡng, suy kiệt, người suy yếu, hay là mình sẽ dùng nhung à, thì người người dùng nhung vào nó sẽ mập ra. Đặc biệt nhé, nó cứ uống vào chút xíu thôi có thể mập ra, mà uống mà quá liều đi hoặc là nhiều, mập nhiều quá đó thì có thể gây nứt thịt luôn à. Rồi thịt da nó không kịp nở ra thì nó có thể gây nứt thịt. Đại bổ tỳ vị, đại bổ cơ nhục là như thế. Thì cái nhung nó được rất là bổ như thế, nhưng mà cái sâm nó còn xếp trên cái nhung nữa. Tại sao à? Ngày trước đây người ta nói là sâm nó gọi là thần dược của đông y, gọi là quý nhất trong đông y, tốt nhất trong đông y, đó là nhân sâm, đúng không? Mà thì cái nhân sâm này á, và nó có một cái công dụng, mà tại sao nó cái nhân sâm nó lại quý như vậy? Tại vì nhân sâm nó có một cái công dụng mà tất cả những loại cây và những loại dược khác không bao giờ có được, và em khẳng định luôn đó là không bao giờ có được ngoại trừ nhân sâm, đó là đại bổ nguyên khí. Anh chị có thể note cái chỗ này lại cho em mà. Thì đại bổ nguyên khí, đại bổ nguyên khí là sao? Đại bổ nguyên khí, đại đại bổ tức là mình bổ mạnh, bổ mạnh nó giống như nhung là mình đại bổ vào cơ nhục vậy đó. Đại bổ mạnh vào nguyên khí của con người. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra, nguyên khí là gì? Nguyên khí tức là khí khí lực nguyên gốc, còn gọi là cái khí từ bố mẹ mình cho mình. Thì trong đông y nó có hai khái niệm, là khí tiên thiên hay còn gọi là nguyên khí đó anh chị, và thứ hai là khí khí gì à, khí hậu thiên. Hậu thiên là từ từ thức ăn và ngũ cốc của mình. Thì cái khí tiên thiên nó là từ bố mẹ ông bà, tức là bố mẹ mình sinh ra đời cho mình, là cho mình gọi là khí tiên thiên. Còn khí mình hồi hàng ngày mình ăn uống, mình hấp hấp thu khí trời, mình trao đổi chất, mình tập yoga, mình tập tập luyện, đó là khí hậu thiên, được không ạ? Anh chị nhớ không ạ? Có hai loại khí, đó là khí tiên thiên và khí khí hậu thiên. Khí tiên thiên thì cho do bố mẹ mình cho mình, còn khí hậu thiên là do thức ăn và ngũ cốc mình được hấp thu vào. Thì cái nguyên khí còn gọi là khí tiên thiên á, là khí từ bố mẹ mình cho mình. Thì anh chị có thể biết á, hình dung như thế này, ngày trước đây á, đông y nó không hề biết là tinh trùng với trứng, họ chỉ biết là khi nào con người được tạo thành là do khí tụ và huyết tụ. Tức là khí tụ và huyết tụ nó sẽ ra một bào thai và ra một con người, được không? Đó là lý do tại sao mà trước đây á, trong đông y á, họ không biết bao cao su, họ không biết thuốc ngừa thai. Nhưng mà tại sao ạ? Họ họ đem một cái sản phẩm mà ngừa thai, đó là xạ hương. Anh chị có xem phim cổ trang, người họ đem một cái dòng trên cổ, đúng không? Cái dòng trên cổ và nó có miếng gỗ á, nó giống như miếng gỗ á. Anh chị ngửi lên thì nó gì, nó thơm thơm, nhưng mà cái xạ hương á nó có công dụng, đó là tán khí tán huyết. Tán khí tán huyết tức là khí tụ không được, huyết tụ không được, không bao giờ có con. Anh chị thử đi nha. Đó là phương pháp tránh thai của người y học cổ truyền ngày trước đây. Thì cái nguyên khí mà khí tụ và huyết tụ và bố mẹ mình cho mình được gọi là cái nguyên khí của mình đó anh chị. Thì người ta nói là nguyên khí, thì anh chị hơi tưởng tượng là khi mình sinh ra đời á, thì cái nguyên khí của mình nó là nhiều nhất, đúng không ạ? Và nó sẽ giảm dần theo thời gian và không có cách nào bổ nó được ngoại trừ nhân sâm, được không ạ? Thì á, người ta nói là nguyên khí cạn thì con người qua đời, nguyên khí cạn thì gây ra rất là nhiều bệnh tật, được không ạ? Thì chính vì cái đại bổ nguyên khí này nè. À, ở đây thì em sẽ nói thêm cho anh chị một cái kỹ năng, thêm một chút xíu về cái việc sinh hoạt vợ chồng. Thì trong đông y á, sinh hoạt vợ chồng á, người ta rất là hạn chế, người ta gọi là phải là bế tinh dưỡng khí tổng thần, đúng không ạ? Đặc biệt là nên không nên quan hệ nhiều lần trong một đêm, tại vì cái việc mà quan hệ nhiều lần trong một đêm nó sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí rất là nhiều. Người ta quan niệm á, trong đông y nó quan niệm như thế này, tức là cái lần xuất tinh mà của người nam ra lần đầu nó sẽ gì, cái tinh dịch nó sẽ là vàng và nó đặc, thì nó sẽ ra là khí của hậu thiên. Nhưng mà cái lần thứ hai mà mình quan hệ trong một ngày hoặc trong một đêm á, thì mình nó sẽ ra là trong và loãng, và thường nó là khí của tiên thiên, hay gọi là ra nguyên khí đó. Thì anh chị để ý, người nào mà chơi bời nhiều, người nào mà gọi là sinh hoạt tái tán thì dễ bị chết sớm, được không ạ? Thì đặc biệt anh chị để ý là những người vua hồi xưa á, thì thấy á, hầu như là 30 40 tuổi họ chết chưa. Tại sao vậy, kỳ vậy? 34 tuổi chết chứ, tại vì sao à? Cái hậu cung của họ lớn quá, nhiều hoàng hậu quá, nhiều vợ quá, đúng không ạ? Một đêm một ông vua có thể hai ba bà, phục vụ hai ba bà thì có phải là nguyên khí cạn không à? Vậy chết sớm toàn là 34 40 tuổi chết hết à. Nhưng mà có một ông vua như này, ông vua ông tên là Càn Long, thì cái ông này á, ông sống đến 89 tuổi lận. Trời ơi, sống gấp đôi hơn so với những ông vua khác. Tại bởi vì sao à? Bởi vì cuộc đời ông sử dụng trên cả hơn 300 củ sâm. Đây là 359 củ sâm mà. Con số chính xác là 359 củ sâm. Và một người hoàng đế thứ hai, đó là vua Anh Tổ của Hàn Quốc, là vị vua Triều Tiên sống thọ nhất, sống tới 81 tuổi rồi. Tại vì cuộc đời của ông hơn 10 kg sâm mà.
À, và cuộc đời ông sử dụng rất là nhiều củ sâm rất là tốt. À thì á anh chị có thể anh chị thấy á, vì cái chức năng mà đại bổ nguyên khí của nhân sâm này á, mà nhân sâm mình nó có một cái công dụng mà chắc là anh chị cũng đã nghe qua, đó là khởi tử hồi sinh. Là sao ạ? À? Khởi tử hồi sinh là những người mà ngấp nghĩ sắp chết, cái nguyên khí của họ sắp cạn rồi, thì gì uống sâm vào gì sống thêm được 15 20 phút. À, nếu mà sâm tốt thì có thể sống hơn cả tháng đó anh chị. À, sâm thì sâm rừng mà tốt có thể sống hơn cả tháng, được không ạ? Rồi chức năng thứ hai đó là duyên niên ích thọ. Duyên niên ích thọ, duyên niên ích thọ là sao? Là làm trẻ hóa, làm kéo dài tuổi thọ con người, gọi là duyên niên ích thọ. Nó làm cho con người nó trẻ hơn, đẹp hơn, gọi là mình hồng hào đầy sắc tố hơn, thần thái mình tốt hơn, đúng không ạ? Thì chính vì chính vì cái công dụng mà đại bổ nguyên khí mà nhân sâm nó được tặng cho, hai cái công dụng mà không có một loại cây nào có được, đó là khởi tử hồi sinh và duyên niên ích thọ. Anh chị nhớ mà, đây là công dụng đặc biệt của đông y mà chỉ có nhân sâm có được. Thì á nói tới đây á thì đó là em nói về về công dụng của đông y, nhưng mà về tây y thì sao? Tây y nó có khác biệt gì so với công dụng của đông y, đúng không? Tại vì đông y nó dựa trên kinh nghiệm dân gian và kinh nghiệm từ ông bà cha xưa để lại, hoặc là trong kinh sách để lại, nhưng mà nó chưa có một chứng minh trên lâm sàng, đúng không? Nó phải thực nghiệm trên lâm sàng thì trong tây y thì tây y nó mới ra đời. Tây y là sao? À, tây y là gì? Mọi thứ nó phải được chứng minh trên lâm sàng, nó phải là gọi là thực nghiệm, phải là thí nghiệm hết tất cả. Giống như anh chị có thể tưởng tượng là khi người ta muốn chứng minh được rằng Panadol có tác dụng hạ sốt, đúng không? Thì Panadol có tác dụng hạ sốt thì sao? Thì nó phải có Panadol có tác dụng hạ sốt thì nó phải gì? Nó phải là gì gì anh chị? Panadol có tác dụng hạ sốt tức là nó phải cần là phải đưa ra làm hai nhóm người, ví dụ như hai nhóm bệnh nhân, một nhóm bệnh nhân, hai nhóm bệnh nhân đều sốt, đúng không? Thì nó bắt đầu nó cho một bên là sử dụng Panadol và một bên là sử dụng giả dược Panadol. Giả dược tức là dùng đối chứng, là cái viên thuốc nó giống bột thôi. Còn một bên là sử dụng Panadol thì sau 2 tiếng đồng hồ người ta xét nghiệm là 90%, gọi là 95% chứ, 95% alpha tuyệt đối của nó phải trên 95%. Khác biệt thì nó chứng minh là cái nhóm bên sử dụng Panadol nó họ hết sốt và giảm đau so với những nhóm mà sử dụng giả dược Panadol, được không? Thì người ta chứng minh được là Panadol có tác dụng hạ sốt, được không? Thì tất nhiên là trong Tây y nó sẽ khó hơn Đông y rất là nhiều, nó không phải dựa trên kinh nghiệm dân gian và ông bà cha xưa để lại, mà là nó phải dựa vào thực nghiệm lâm sàng. Nhưng anh chị nhớ mà, thì cái nhân sâm tế bào gốc của mình á đã được cấp bằng sáng chế ở Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ anh chị biết là ở Mỹ á, thì mọi thứ phải khó khăn và mọi thứ phải công khai và minh bạch và rõ ràng hết, tất cả mọi thứ nó mới được cấp bằng phát minh, được không? Thì cái bằng bằng chứng nhận của Đông y á, đã được cái tổ chức là USPTO. USPTO đây là một cái trang web của tổ chức cấp bằng sáng chế của Mỹ, thì nó tương đương những cục mà gọi là chứng nhận của Việt Nam á anh chị, nhưng mà ở đây là cái cục chứng nhận của bên Mỹ, được không ạ? Thì đây là một cái tổ chức của bên Mỹ và đã chứng minh được cái năm công dụng chính và đã được thí nghiệm trên lâm sàng, chứng minh được rằng thứ nhất cái nhân sâm của mình có, thứ nhất là ở đây anh chị thấy không, Composition for Enhancing Immunity, tức là ở đây mà từ nè, form containing plantain tức là blend stem cell, cell line tức là tế bào gốc của cái panax ginseng tức là nhân sâm rừng đó anh chị. Đây, white ginseng này, in bao giờ white ginseng tức là đây là một công dụng của nhân sâm, tế bào gốc của nhân sâm rừng của mình. Thì ở đây á anh chị có thể lên cái trang web là USPTO và anh chị search cái dòng mã này cho em là 8617621 và anh chị sẽ ra một cái list danh sách khoảng là 20 đến 35 trang, thì nó sẽ nói về cái thí nghiệm rồi gồm có bao nhiêu người tham gia, thí nghiệm những cái trên những cái ca lâm sàng như thế nào và người ta kết luận như thế nào về cái vấn đề cái công dụng của nhân sâm tế bào gốc. Thì thứ nhất, nhân sâm tế bào gốc nó có các công dụng là enhancing immunity tức là tăng cường hệ miễn dịch, được không ạ? À? Tăng cường hệ miễn dịch tức là những người nào mà hay bị sốt bệnh hay là bị cảm nhiễm hay là cháy gió trời trời hay bị bệnh, thì anh chị có thể hiểu là các hệ miễn dịch của mình là cái hàng rào bảo vệ của cơ thể mình chống lại mọi bệnh tật trong cơ thể, đúng không? Ví dụ như vi khuẩn tấn công vào, hay là những tế bào trong cơ thể mình bị đột biến thì nó sẽ hệ miễn dịch nó sẽ ăn, nó tấn công những tế bào bị đột biến thì nó giúp cho cơ thể mình lúc nào cũng khỏe mạnh và cường tráng, đúng không? Thì thứ nhất là uống nhân sâm vào sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, uống nhân sâm tế bào gốc nha anh chị, sẽ giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, đúng không? Cái thứ hai mà công dụng thứ hai mà đã được chia sẻ trên lâm sàng đó là Composition for anti-aging or antioxidant, tức là sao? Tức là nó giúp cho
chống gì, chống ngừa, ngừa gọi là chống oxy hóa, chống lão hóa và ngừa gọi là chống lão hóa, chống oxy hóa, khử gốc tự do. Thì anh chị có thể, và cái công dụng chính về hai chức năng mà công dụng tăng cường hệ miễn dịch, và thứ hai là gọi là chống oxy hóa và chống lão hóa, khử gốc tự do, thì nó lại có một cái công dụng rất là tuyệt vời, đó là đã được một cái hiệu quả đó tuyệt vời, đó là for cancer combustion, for cancer prevention or treatment containing, tức là giúp cho hỗ trợ phòng ngừa về ung thư hoặc điều trị ung thư. Anh chị có thể lưu ý cái chỗ này à. Tại sao? Tại bình thường các sản phẩm về thực phẩm hay thực phẩm chức năng hay một cái sản phẩm bên ngoài thì thường gì, ngoài thuốc tây thì người ta ít khi nào người ta cho phép là đi ra điều trị một ung thư, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây của mình cái bằng chứng này nó ghi là cancer prevention, tức là họ là phòng ngừa ung thư, or treatment có nghĩa là gì, hoặc điều trị ung thư. Đây là một cái điều hết sức là tuyệt vời, và em khẳng định luôn, gần như đây là một cái bài bài thuốc rất là tốt, đây là một cái sản phẩm rất là tốt, có thể giúp cho anh chị có thể điều trị ung thư. Thì á, một lát sau em sẽ vào cái trang web này và em thử search cho anh chị, để anh chị có thể biết được là cái họ là thí nghiệm như thế nào và cái công dụng của về điều trị ung thư như thế nào. Nhưng mà cái về cái cơ chế thì em có thể chia sẻ cho anh chị như thế này. À, anh chị có thể tưởng tượng như thế này đi. À, vì cái chức năng mà tăng cường hệ miễn dịch và tăng cường mà chống oxy hóa và chống lão hóa thì nó sẽ giúp cho hỗ trợ và phòng ngừa và điều trị ung thư. Tại sao tại sao nó lại giúp như thế? Thì cái cơ chế em sẽ có thể chia sẻ cho anh chị như thế này. Trong cơ thể mình nó có gì? Có electron và nơi trong, đúng không? Nơi trong nó nằm ở giữa này anh chị. Cái hình này nơi trong nó nằm ở giữa và ở trong nó bay xung quanh, đúng không ạ? Thì khi mà môi trường tác động, khí hậu môi trường tác động vào thì cái electron nó sẽ dâng ra ngoài, mất một cái điện tử như này, anh chị thấy cái đốm trắng trắng này không ạ? Thì đó là mình mất một cái điện tử, thì mình khi mình mất điện tử thì cái gốc nó trở thành một cái gốc tự do, đúng không ạ? Anh chị nhớ là nó trở thành một cái gốc tự do. Thì cái gốc tự do này á, nó mất điện tử, nó mất điện tử thì nó sẽ lấy điện tử nơi khác, thì nó lấy cái chỗ mà dễ nhất, đó là cái chỗ ADN của mình. Thì trong cái tế bào mình có những cái ADN, đúng không? Anh chị cũng biết đến ADN thôi. Thì trong cái ADN của mình nó có hai cái cơ chế, một cái cơ chế là tự sinh, một cơ chế là tự hủy. Cơ chế tự sinh là sao? Cơ chế tự sinh tức là mình khi mà mình bị tổn thương hay là mình những tế bào cũ họ chết đi thì mình sẽ thì những tế bào còn lại nó sẽ sinh sản ra, nó bù đắp cho những tế bào đã chết đi, được không ạ? Khi ví dụ như anh chị bị đứt tay đi thì những tế bào còn lại nó sẽ bù đắp, nó sinh sản ra, nó bù đắp cho những cái chỗ mà mô nó bị thiếu hụt, được không ạ? Thì gọi là tự chế tự sinh. Một cơ chế thứ hai đó là cơ chế tự hủy. Tự hủy ví dụ như cái tế bào đó nó sinh sản ra nó bất thường, hoặc là một cái sẹo lồi thì bắt đầu là, hoặc là cái một cái thẹo thì nó có một cơ chế tự hủy, được không ạ? Thì cái cơ chế tự hủy này đó, tức là ví dụ như một tế bào nó sinh sản ra nó bị đột biến đi. Đột biến thì cái gì, nó sẽ báo cho bạch cầu tới ăn, à bạch cầu là cái hệ miễn dịch của mình nó tới ăn giết nó, và thứ hai là hoặc là nó sẽ tự chết đi luôn, nó tự chết đi, đó là nó tự chết mà nó tự hủy của mình đi, tức là nó tự chết đi. Thì anh chị hiểu là mình có hai cơ chế là tự sinh và tự hủy. Thì anh chị nhớ cái gốc tự do của mình á, thì nó mất điện tử nó sẽ lấy điện tử nơi khác, và nó sẽ một cái gốc tự do thì không sao, nhưng mà anh chị để lâu ngày thì những gốc tự do nó sẽ hợp với nhau và nó đủ cái lực để mà nó phá hủy được cái chỗ quan trọng nhất mà trong ADN, và cái chỗ mà lỏng nhất trong ADN đó là cái chỗ chỗ gì á, chỗ tự hủy anh chị. Thì khi mà mình một cái ADN, một cái tế bào mà nó không có thể nào nó tự chết đi, hoặc nó báo cho hệ miễn dịch tiêu diệt nó, thì nó bắt đầu là nó chỉ có đẻ thôi, tức là một tế bào nó chỉ có tự sinh và không có tự hủy, tức là không thể nào chết được, thì nó được gọi là tế bào gì á, nó còn gọi là tế bào bất tử. Anh chị hiểu không ạ? Nó gọi là tế bào bất tử, hay còn gọi là tế bào gì á, tế bào ung thư. Ung thư là do gì? Do cái ADN và do tế bào mình mất cơ chế tự hủy mà chỉ có tự đẻ thôi, và cái tế bào ung thư nó càng ngày nó càng phát triển, và khi nó phát triển đến một lúc thì nó bắt đầu nó tăng, nó vô máu thì nó bắt đầu là gọi là vô máu, thì khi vô máu qua các cơ quan khác được gọi là di căn, được không ạ? Thì cái chỗ này là rất quan trọng. Thì chính vì cái chức năng thứ nhất là chống oxy hóa, thì á, cái chức năng ống sống hồi xá anh chị hiểu, tôi tưởng là nhân sâm của mình nó giống như là nhân sâm tế bào gốc mình á, giống như là gọi là cái ông phú hộ á, gọi là dư điện tử. Thì những cái chỗ này nè nó mất điện tử thì nó sẽ cho điện tử, nó gọi là cơ chế khử gốc tự do. Khi khử gốc tự do thì nó sẽ bảo vệ được cái ADN của mình, ngăn ngừa được ung thư, được không ạ? Đó, thì cái cơ chế thứ hai á là cái hệ miễn dịch của mình này, hồi nãy cái chức năng mà tăng cường hệ miễn dịch của mình á, thì cái khi mà cái hệ miễn dịch của mình được tăng cường tốt hơn á, thì anh chị thấy á, là cái hệ miễn dịch mình dễ nhận diện được tế bào lạ hơn, dễ biết được tế bào lạ hơn. Thì gì, tế bào nào nó lạ nó phát triển thì là
bạch cầu, hệ bạch cầu, hệ 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 miễn dịch của cơ thể mình tới tiêu diệt tế bào đó được được mà, thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ khỏe hơn. Chính vì cái hệ miễn dịch mình khỏe hơn và chống oxy hóa, chống lão hóa sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư và điều trị cho bệnh nhân ung thư cực kỳ tốt, cực kỳ hiệu quả, được không ạ? Một lát em sẽ chuyên chuyên sâu cho anh chị về cái bằng phát minh của nhân sâm tế bào gốc ở bệnh nhân ung thư, được không ạ? Thì cái chức năng kế tiếp đó là Combustion for preventing or treating liver disease. Đây là một cái bằng chứng đã được chứng minh là của Banaskinsen anh chị. Đây của Banaskinsen ở plant stem cell, tức là tế bào gốc của cây Banaskinsen, tức là nhân sâm gừng. Thì cái nhân sâm của mình nó lại rất rất là hay ở chỗ là preventing or treating liver disease, tức là preventing tức là sao? Preventing tức là hỗ trợ phòng ngừa hóa điều trị về các bệnh về gan. Thì cái này á, qua cái thí nghiệm này nè, nó lại chứng minh là cái nhân sâm tế bào gốc này lại giúp cho tế bào gan rất là tốt. Anh chị chú ý nha, đặc biệt nha, ở đây hiện tại trên thị trường á, nói về điều trị hoặc là hỗ trợ phòng ngừa ung thư thì rất là nhiều loại thuốc, và nó lại phô trương lên hoặc là nói quá lên công dụng của sản phẩm và nó chưa có một cái bằng chứng chứng minh nào đó. Nó chỉ nói lên, nói công ghi công dụng gì thôi, nhưng mà nó không có đưa ra anh chị những cái bằng chứng hoặc phát minh. Và đặc biệt anh chị chú ý, những bệnh nhân ung thư và dùng các sản phẩm bên ngoài á, thường các sản phẩm thực phẩm chức năng á, thường gì? Thường họ sẽ gì? Bị tăng men gan, tức là nó sẽ độc cho gan và thận. Anh chị nhớ nha. Bác sĩ Tây y họ rất ngại khi mà cho những bệnh nhân mà ung thư sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng vì nó ảnh hưởng đến gan thận rất là nhiều, ảnh hưởng đến gan thận, nó tăng chức năng, nó làm cho hư gan hư thận rất là nhiều, rất là tổn hại tế bào thận. Nhiều người gì họ vào họ chưa chết gì vì ung thư mà họ chết vì bệnh suy gan suy thận, đúng không? Thì ở đây đặc biệt á, tế bào nhân sâm của mình nó lại được chứng minh là hỗ trợ cho bệnh nhân những bệnh về gan rất là tốt. Và được, trong cái bằng chứng này nó ghi là giúp cho gan gì giảm được AST, ALT, gọi là hai cái men gan mà hai men gan nó sản xuất được được tạo ra do gì, do tế bào gan bị tổn thương á. Thì khi mà một người bị tế bào gan bị tổn thương thì hai cái men gan nó sẽ được tăng cao. Thì người ta chứng minh được rằng cái nhân sâm tế bào gốc của mình nó lại gì, nó lại do giảm cái men gan đó, giảm được tổn thương tế bào gan, phục hồi lại chức năng của tế bào gan, được không ạ? Thì anh chị nhớ tế bào gan của mình là một cái gọi là cái nhà máy đào thải độc tố của cơ thể. Khi mình ăn tất cả mọi thức ăn vào dạ dày, xuống ruột non và đưa tất cả dinh dưỡng vào vào gan, đúng không ạ? Gan nó đào thải tất cả mọi thứ và nó lọc mọi thứ mới đưa lên tim, tim mới truyền máu đi, đưa bơm dinh dưỡng đi khắp cơ thể, đúng không ạ? Thì á, cái tế bào gan của mình đó là nhà máy rất là tốt. Và đặc biệt nó có khả năng bóc lột công nhân, gọi là cái gì? Ví dụ như anh chị bị viêm gan, xơ gan hay ung thư gan hay là uống rượu nhiều, đúng không? Thì ảnh hưởng đến gan, nhưng mà anh chị sẽ không thấy một triệu chứng nào của gan hết. Tại vì sao? Bởi vì ví dụ như 90% tế bào gan của anh chị nó mới bị chết đi thì 10% còn lại nó có khả năng bù trừ, tức là nó làm việc tăng công suất, nó là thay cho những cái tế bào gan nó chết đi. Và nó chỉ có công dụng là nó 10% đó nó có khả năng bù trừ tất cả. Nhưng mà khi anh chị bị chết hết 95%, tức là còn 5% thôi, thì bắt đầu nó biểu hiện triệu chứng, thì nó sẽ xơ gan, bán bùng, cổ trướng, đúng không? Thì tế bào gan của mình nó là một cái nhà máy đào thải độc tố. Và ở đây người ta chứng minh được rằng cái nhân sâm tế bào gốc của mình nó lại giúp cho những bệnh nhân hỗ trợ phòng ngừa cho những bệnh nhân những chữa cho những bệnh nhân ung thư gan và những người bệnh nhân mà có liên quan tới gan sử dụng rất là tốt luôn, viêm gan. Và để trong cái thí nghiệm này nè, nó lại ghi là hỗ trợ cho bệnh nhân liver disease, tức là những bệnh về gan. Và đặc biệt trong cái em đã đọc trong cái thí nghiệm này thì nó chuyên về có một cái có những cái công trình nghiên cứu nó nói về con bị viêm gan siêu vi B đó anh chị. Viêm gan siêu vi B nó nhằm cho giảm nồng độ của HBsAg và giảm cho giảm cái men gan luôn, giảm cái men gan mà do tổn thương tế bào gan, thì nó giúp cho ức chế được con vi khuẩn HB luôn, cực kỳ tuyệt vời. Đây là một cái bài thuốc, đây là một cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời và quý giá, và khẳng định với anh chị luôn cực kỳ quý giá. Thì cái chính vì cái chức năng mà tăng cường hệ miễn dịch này đó, thì nhân sâm đó, nó có một cái công dụng tiếp theo. Cái năm công dụng là hồi nãy em nói là bốn rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ cái công dụng thứ năm đó là preventing or treating S luôn anh chị. S nhưng mà nó không phải điều trị con HIV nha anh chị. Điều trị S, S là sao ạ? S là một hội chứng suy giảm hệ miễn dịch mắc phải, được không ạ? Do thường là do gì? Do con HIV, nhưng mà nó có do nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà người ta hay nói là HIVS, tại vì con HIV nó tấn công vào cái hệ miễn dịch của mình, nó làm cho mình bị suy giảm miễn dịch. Nhưng mà có một số bệnh khác nó làm cho nó cơ thể mình cũng bị suy giảm hệ miễn dịch, thì nó cũng gây đến S. Thì ở cái công trình này nó nghiên cứu á, là nó làm cho
hỗ trợ cho những bệnh nhân S rất là tốt, tại vì nó tăng được cái tế bào, nó tăng được cái hệ miễn dịch TCD4 và TCD8. Đây là hai cái loại kháng thể và hai cái loại bạch cầu rất là tốt để giúp cho hàng rào bảo vệ cho cơ thể. Thì những bệnh nhân S là những người bệnh nhân gì, họ không phải chết do bệnh nhân do con virus HIV, họ không phải chết do S mà do bị nhiễm trùng cơ hội. Khi mà cái hệ miễn dịch của họ suy giảm thì khi họ hệ miễn dịch của họ suy giảm thì khi cái hệ miễn dịch của họ suy giảm thì là thì những cái vi khuẩn như viêm buốt, về viêm họng hay là lao la phổi hay là những bệnh gì cơ hội khác mà bình thường người thường không mắc phải thì họ bắt đầu họ bị nhiễm và họ bị mắc và họ bị chết do những bệnh nhiễm trùng cơ hội. Thì cái nhân sâm tế bào gốc của mình nó lại hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị về S, tức là tại vì nó tăng cường hệ miễn dịch nên là nó cải thiện cho bệnh nhân S rất là tốt, đúng không ạ? Thì nó không điều trị cho bệnh nhân HIV nhưng mà nó sẽ hỗ trợ và điều trị cho những bệnh nhân S, rồi nó tăng cường cái hệ miễn dịch của họ lên, được không ạ? Đó là năm chức năng đã được chứng nhận trên lâm sàng của tổ chức của USPTO Mỹ và đã được chứng minh, và mọi thứ nó phải có công dụng hết. Và ở đây em muốn nhấn mạnh cho anh chị chút xíu nha, đó là cái nhân sâm của mình, đó là nhân sâm tế bào gốc, không phải là nhân sâm bình thường. Nãy giờ em nói với anh chị có một cái công dụng, đó là điều trị, hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị ung thư, đúng không ạ? Hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị nhân sâm ung thư gì vào nhân sâm tế bào gốc chứ không phải là nhân sâm nha anh chị. Anh chị phải rõ cái chỗ này cho em chút xíu, nhân sâm tế bào gốc nó khác với nhân sâm, đúng không ạ? Như khác chỗ nào, đó là cái nhân sâm bình thường á, nhân sâm mà nhân sâm rừng và núi hoang dã đó thì á, người ta cũng nói là nó hỗ trợ cho điều trị ung thư rất là tốt, nhưng mà trong cái sách y học nó lại ghi là chống chỉ định, gọi là không được sử dụng nhân sâm cho những người bệnh nhân u bú hoặc là ung thư, được không ạ? Anh chị nhớ không ạ? Tại sao ạ? Tại vì người ta nghiên cứu á, trong cái nhân sâm nó có một cái thành phần gọi là người, trong đông y thì người ta nói là nhân sâm thì nó bổ, thì những tế bào khối u nó sẽ giúp cho bổ tế bào khối u nó phát triển hơn. Thì bạn về tây y á, thì người ta nghiên cứu á, trong nhân sâm á, trong cái củ nhân sâm bình thường nó sẽ có một cái chất gọi là Rb1, được không ạ? Rb1 là hai cái hoạt chất nó giúp cho gọi là Rb1 là cũng có hoạt chất mà nó giúp cho tế bào gọi là tăng sinh mạch máu, anh chị hiểu không? Khi mà tăng sinh mạch máu thì anh chị sẽ cảm giác là nóng bức bốc hỏa, đặc biệt là anh chị những người nào mà uống nhân sâm á, thì họ cảm thấy là nóng trong người, bốc hỏa trong người, được không ạ? Nóng trong người, uống vào rất là nóng thì á, và nó giúp tăng sinh mạch máu thì cái anh chị tưởng tượng là cái tế bào khối u của mình á, nó cũng cần mạch máu tới nuôi, đúng không ạ? Thì khi nó tăng sinh mạch máu thì máu tới nuôi nhiều hơn, máu tới nuôi khối u nhiều hơn thì tế bào phát triển mạnh hơn, được không ạ? Nên là anh chị lưu ý ở đây, em nãy giờ em chia sẻ nó là nhân sâm tế bào gốc nha. Nếu anh chị cho anh chị nói và đọc nghe xong cái bài này và anh chị nói là những người ung thư nên sử dụng nhân sâm là anh chị đã hại người ta, hại người khác, được không ạ? Anh chị nên chú ý vấn đề này. Và nhưng mà người ta sau đó trong y học người ta lại chứng minh này, trong cái nhân sâm mà nhân sâm hồng sâm và nhân sâm hoang dã nha anh chị, trong ở hồng sâm và nhân sâm hoang dã chứ không phải nhân sâm mình nuôi trồng 1-2 triệu mình mua ngoài đường và đầy rẫy ngoài kia, nó là đản sâm và nó rất là hại nha. Và nhân sâm rừng và nhân sâm hồng sâm nó có hai cái hoạt chất là R đó, nó từ cái Rb1 nè, nó chuyển hóa là Rg3 và R2. Đây là hai hoạt chất nó không giúp cho tăng sinh mạch máu, nó không làm cho người ta bốc hỏa, nhưng mà nó lại giúp cho bệnh nhân ung thư cực kỳ tốt luôn, nó chữa trị ung thư cực kỳ tốt. Và người ta đã thí nghiệm rồi, người ta thí nghiệm hai cái hoạt chất này trong nhân sâm rừng và nhân sâm hoang dã đó, thì người ta chứng minh được cái Rg3 và R2 này giúp cho hỗ trợ bệnh nhân ung thư rất là tốt, cực kỳ hiệu quả. Tại sao? Nó giúp cho, nó làm cho bệnh nhân ung thư là, nó làm cho bệnh nhân ung thư là gì, là cải thiện được khối u và biến một tế bào khối u nó trở nên bình thường luôn anh chị, tuyệt vời luôn. Người ta cho giống như lát hồi em sẽ cho anh chị chia sẻ một cái bài báo của nó, người ta cho saponin vào hai cái ống nghiệm này, và một ống nghiệm, hai ống nghiệm đều chứa tế bào ung thư, và một ống nghiệm này chứa saponin, một chứa làm một cái ống nghiệm làm đối chứng. Thì người ta để trong nhà 1 năm, nhưng mà mới nửa năm thôi thì người ta thí nghiệm lại là cái tế bào mà bên cái ống nghiệm mà chứa tế bào ung thư thì tế bào ung thư phát triển rất mà mạnh, nhưng mà tế bào mà bên có chứa saponin mà nhân sâm rừng á, thì họ thấy là có hai cái hoạt chất Rg3 và R2 này nó làm cho những cái tế bào mà bên cái ống nghiệm mà có nhân sâm saponin á, thì nó gì, những tế bào bình thường thì nó phát triển rất mạnh, nhưng mà tế bào ung thư gì, nó bị kìm hãm và nó bị biệt hóa, nó biến trở thành một tế bào bình thường luôn, cực kỳ tuyệt vời. Đó là Rg3 và R2. Đây là cái công trình nghiên cứu rất là tốt, nhưng mà người ta lại bắt đầu, người ta lại cân đo đong đếm giữa cái việc
đi thì liệu nhân sâm hoang dã nó có giúp cho bệnh nhân ung thư hay không, và người ta cân đo đong đếm thì nhân sâm hoang dã nó có ARG3 và ARG2, nó giúp cho bệnh nhân ung thư cực kỳ tốt, nhưng mà bên cạnh nó cũng có ARB1 à, có luôn, nó có ARB1 thì nó lại hại cho bệnh nhân ung thư, nên là người ta cân đo đong đếm giữa việc ra hại và lợi, thì người ta phát hiện người ta lấy thấy à hại nhiều hơn lợi, nên là người ta vẫn chống chỉ định, người ta không cho phép sử dụng nhân sâm cho bệnh nhân ung thư. Nhưng mà tại sao trong cái thí nghiệm của mình đó là phó anh chị, tại sao trong thí nghiệm của mình đó là cancer prevention or treatment, về hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị về ung thư, tại vì sao của mình đó là anh chị để chú ý là mình là plant stem cell, tức là tế bào gốc của cái panhead sen, tức là tế bào gốc của cây nhân sâm nha anh chị, chứ không phải là cây nhân sâm rừng, được không ạ? Tế bào gốc của cây nhân sâm rừng thì cái ông nhà khoa học ông tên là John Wuchin á, ông nhà khoa học gọi là cha đẻ của tế bào gốc thực vật á, ông này nè anh chị, ông John Wuchin nè, ông có đã xuất hiện trên truyền hình Discovery Mỹ, thì ông đây là cái phòng thí nghiệm của công ty mình, thì đây là những cái phòng thí nghiệm, thì ông này nè ông đã làm loại bỏ được cái ARB1 này đi, ông đã loại bỏ được cái ARB1 này đi và biến tất cả ARB1 thì trở thành ARG3 và ARG2 rất là tốt luôn. Và anh chị đã thấy là cái nhân sâm tế bào gốc của mình nó chỉ còn hai cái hoạt chất cực kỳ tốt mà giúp cho hỗ trợ và điều trị ung thư cực kỳ tốt luôn anh chị chú ý nhé, đó tỷ lệ đây anh chị chú ý là mình là nhân sâm tế bào gốc không phải là nhân sâm rừng, được không ạ? Rồi thì nhưng mà cái nhân sâm rừng hiện tại á, anh chị thấy không, hai cái hoạt chất nhân sâm rừng hiện tại á, một củ nhân sâm rừng mà chuẩn rồi là 50 năm á, mà bên Hàn Quốc là một năm mà người ta đào đã đời luôn á, thì tầm được không quá 30 cây hả, không vượt quá 30 cây mỗi năm anh chị thấy không, và một cây mà được chứng nhận của chính phủ Hàn Quốc và viện nhân sâm Hàn Quốc á, thì nó có thể lên tới 30.000 đô la một Mỹ, 30.000 đô la Mỹ một cây nha anh chị, thì một đô la Mỹ là bây giờ là 23 khoảng là 23.000, thì 30.000 đô la Mỹ hơn 600 triệu, 600 triệu một củ nhân sâm như thế này là cực kỳ tuyệt vời không chị, cực kỳ đắt đỏ. Và thật sự ngày trước đây nhân sâm rừng nó chỉ dành cho vua chúa họ xài thôi, vua chúa và những người hoàng tộc họ xài thôi, người dân thường mình không có cửa xài, người dân thường mình chỉ dùng đảng sâm mà thấy khỏe khỏe lên thôi, do nó tăng sinh mạch máu nhưng mà hơi nóng và nó gây ung thư rất là nhiều, thì mình dùng cho nhân sâm rừng này và chỉ dành cho bệnh nhân vua chúa, và nhân sâm rừng này nó cũng chả được điều trị được ung thư nữa, tại vì nó có ARB1 đúng không ạ? Và một củ nhưng mà nó có hai cái hoạt chất kia nó quá tốt đi, chính vì vậy một củ nhân sâm rừng hiện tại nó là giá đến 30.000 đô la Mỹ, cực kỳ bắt, hơn 600 triệu Việt Nam đồng. Thì chính vì điều đó nên là cái mình rất là may mắn do các ông nhà khoa học, ông tên là John Wuchin này, ông đã phát minh được, bào chế được cái tế bào gốc, ông đã chi cách được cái tế bào gốc cây nhân sâm, và ông bỏ vào những cái hầm nuôi cấy như thế này. Đây là một cái vị nuôi cấy của cây nhân sâm được mà, đây ông bỏ vào những cái hầm, những cái nồi như thế này, và ông nuôi cấy thì một cái hầm đây, đây cái viện nghiên cứu được không à, đó đây có viện nghiên cứu Clarip Holding là công ty mẹ của công ty Syngenta đó, thì á đây những cái hầm này, những cái hầm mà ông nuôi cấy trong hầm đó, và ông nghiên cứu được cái tế bào gốc này đúng nhiệt độ khí hậu môi trường này nó sẽ sản sinh chất này, và đúng nhiệt độ môi trường khí hậu kia nó sẽ sản sinh chất kia, được không à? Thì chính gì sau đó ông bỏ vào tế bào gốc vào đây ông nuôi cấy, thì sau đó ông dùng nhiệt độ môi trường khí hậu nhân tạo ông tác động vào và một hầm như vậy có thể chứa đến 75.000 củ sâm, 75.000 củ sâm và cực kỳ tuyệt vời. Nhưng sâm rừng 50 năm chỉ trong vòng một tháng một ngày ông có thể tạo ra 4 mùa một ngày ông tạo ra 4 mùa, và trong một tháng rưỡi là ông tạo ra một cái hầm chứa 75.000 củ sâm chất lượng tương đương sâm rừng 50 năm, và ông bắt đầu ông bỏ vào những viện nghiên cứu, ông loại bỏ những cái ARB1 đi, và ông chỉ còn ARG2 và ARG3 và ARH2 được không ạ? Thì ông bỏ đây là những cái hầm này anh chị, đây là trực tiếp luôn nhá, đây là mình qua bên Hàn Quốc mà viện nghiên cứu Hàn Quốc mà mình chưa chụp lại á, thì nó rất là tốt, tại vì mình nhờ cái công nghệ tế bào gốc này mình đã được nhân loại mình, người dân mình đã được tận hưởng những cái củ nhân sâm rừng này, và mình bắt đầu ông bào chế và ông đưa vào những cái sản phẩm mình dùng. Ở đây mình có những cái sản phẩm mình dùng, và em muốn nhấn mạnh ở đây là có mình đưa vào nghiên cứu trên thói quen tiêu dùng, thì bắt đầu mình đưa vào những cái sản phẩm mình dùng. Sản phẩm mình dùng á thì thứ nhất là mình có gì hả anh chị, thấy là mình có nhân sâm cô đặc, ở đây một cái sản phẩm nhân sâm cô đặc và nó rất là tốt đây anh chị, nó giúp nâng cao hệ miễn dịch, chống lão hóa, phòng ngừa hỗ trợ các bệnh về gan, ung thư, S, đúng không ạ?
phòng ngừa hoặc hỗ trợ được chữa trị, đúng không? Em ghi là hoặc chữa trị luôn á, tại vì bình thường người ta ít khi nào người ta dám ghi chữa trị hoặc điều trị lắm, nhưng mà ở đây tại vì do cái bằng khoa học và chứng minh thì em mạnh dạn em ghi vào đó là hỗ trợ chữa trị luôn à. Thì cái nhân sâm, cái hộp mà nhân sâm rừng này á, một cái hộp nhân sâm cô đặc này đó, thì một hộp của nó là khoảng có 10 chai đây, có 10 chai và mỗi chai thế này, mỗi chai 50 ml như thế này á, mỗi chai 50 ml này anh chị uống hàng ngày nhé, thì nó tương đương một chai như vậy tương đương với 15 củ sâm rừng 50 năm, được không? 15 củ nhân sâm rừng 50 năm rồi, rất là tốt. Đây tương đương 15 củ, năm đại công hiệu lớn nè, với mã số được ghi trên vỏ hộp luôn. Đây là mã số đã được ghi trên vỏ hộp luôn anh chị, là bốn đại kiểm nghiệm an toàn, có tất cả mọi thứ rồi. Thì đây là cách dùng nè, đặc biệt là những người nào mà ung thư, những người nào mà giai đoạn cuối, hoặc là những người mà bệnh nặng, dùng cái này cải thiện một cách rõ rệt, và cách cải thiện một cách như là thần dược luôn anh chị. Uống khoảng một tuần là anh chị thấy cảm thấy rất là khác biệt rồi, và anh chị uống trong vòng một tháng là anh chị thấy chữa bệnh của mình nó cải thiện một cách rõ rệt và cực kỳ hiệu quả luôn anh chị. Thì cái sản phẩm này đó thì tương đương là khoảng là hai 20 cái sản phẩm mà đây là một cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời, và anh chị có thể liên hệ với những người kinh doanh và những người đang phân phối sản phẩm này để mình liên hệ, để mình có một sở hữu cái một sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe cho người thân mình nhé. Thì cái đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, nó tăng cường hệ miễn dịch và nó chống chống oxy hóa và nó điều trị cho ung thư cực kỳ tốt nha anh chị. Đây là các cách dùng cho những người người bình thường, người á sức khỏe, người ủ bệnh, là người mắc bệnh và mọi người mắc bệnh chung nghiêm trọng, thì mình sẽ có mỗi cái cách uống khác nhau, được không ạ? Để chú ý vào cái phần đó. Thì cái sản phẩm thứ hai mà em chia sẻ đó là sản phẩm tảo. Thì một cái chai tảo như thế này nè, một cái chai tảo như thế này á, là một hộp tảo mình sẽ có 3 chai, và một chai mình tương đương với hạt chất của 30 củ sâm, mình sẽ có 30 củ sâm nhân sâm tế bào gốc. Thì một củ sâm anh chị nhớ là bao nhiêu, là chính là 30.000 đô, đúng không? 30 củ sâm là một cái chai như thế này, thì hoặc cái gọi là cái giá trị của nó thật sự nó tương đương với là 900.000 đô. 900.000 đô mà 900.000 đô thì có ai dùng được không? À chắc chắn là không mà. Nhưng mà cái do công nghệ tế bào gốc nên là cái chai này hiện tại sở hữu với giá là hơn 930.000 thôi, 930.000 Việt Nam đồng, được không? Thì ở đây cái chai tảo này nó có bốn loại tảo quý dưới đáy biển đây anh chị. Thứ nhất là tảo sắn spirulina, đây là một loại tảo rất là quý hiếm dưới đáy biển, và nó có dầu axit alpha linoleic, có kẽm magie và thúc đẩy cha tổng hợp insulin trong tuyến tụy, tức là tăng tiết insulin của tuyến tụy, và thứ hai là nó giảm đề kháng insulin của tế bào, được không ạ? Thì các bạn, thì cái sản phẩm tảo này nó giúp cho mình những bệnh hỗ trợ cho những bệnh nhân tiểu đường cực kỳ tốt luôn, nhưng mà nó không gây hạ đường huyết nha anh chị, nó không, những bệnh nhân hay bị tụt đường huyết thì uống vẫn không sao hết nha anh chị. Thì á, anh chị có thể test luôn, đơn giản nhất là anh chị cho những bệnh nhân tiểu đường, đúng không ạ? Anh chị test đường huyết, sau đó anh chị cho uống tảo này vào 15 20 phút sau anh chị cho đo lại đường huyết, thì anh chị sẽ cảm thấy là mình giảm được cái lượng đường trong máu. Và thứ hai á, là mình uống thường xuyên, và uống trong một tháng, mà mình có thể dùng để mình giảm điều chỉnh giảm cái lượng thuốc thuốc tây mình đang dùng dùng về, để mà cho nó phù hợp, được không? Tại vì nó giảm gì ở đây nhé, cái tảo này nó giúp cho giảm đề kháng insulin của tế bào, nên là mình có thể điều chỉnh được cái lượng thuốc tây mình càng ngày càng giảm dần, được không? Nhưng mà mình không nên bỏ nhé, không nên bỏ thuốc tây nhé, giảm dần liều lượng thôi. Rồi cái thứ hai là tảo đỏ. Tảo đỏ đó là tảo dầu astaxanthin nó, thì cái đây là một cái tảo mà nó ngày trước đây người ta gọi là vua của những chất chống oxy hóa. Cái này nó chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh luôn, nó chống oxy hóa gấp 1.000 lần so với vitamin E và 5.000 lần so với vitamin C đúng không? Đây anh chị 5.000 lần, chính xác là 6.000 lần, 6.000 lần hơn vitamin C và hơn vitamin E gấp 1.000 lần. Và cái tảo thứ hai, cái tảo thứ ba mà em chia sẻ đó là tảo Corona. Thì cái tảo này giúp cho tăng tiết chứa cái tế bào T kích thích CGF, giúp tăng khả năng miễn dịch, đúng không ạ? Thì khi tăng cường cái thức ăn hệ miễn dịch này á, thì cái hệ miễn dịch nó sẽ nhận biết được tế bào ung thư và nó dễ tấn công vào hơn, nó dễ tiêu diệt tế bào ung thư hơn, đúng không ạ?
Rồi cái tảo nâu này á, là cái tảo mà mình hay ăn uống á, mình hay gọi là rong biển, mà anh chị hay ăn kim páp hay nấu canh rong biển ăn á, thì nó có dầu iốt. Thì cái dầu iốt thì nó giúp cho anh chị phòng ngừa bệnh bú cổ, nhưng mà anh chị chú ý một chút xíu là những người nhân bao giờ đô hay bú cổ hay cường giáp thì không nên sử dụng các sản phẩm tảo này nhé, vì nó chứa iốt, nên là những bệnh nhân nào mà bị bao giờ đô hay cường giáp, bệnh tuyến giáp thì nhớ cẩn trọng trước khi sử dụng vậy sản phẩm tảo này nhé anh chị. Rồi ngoài ra tảo này có chứa gì, có chứa muối tre, nó giúp cho hỗ trợ cho bệnh nhân bị huyết áp rất là tốt nè, coenzyme B10 này, chống có tác dụng chống u bướu, có hiệu quả nhất định đó, ung thư di căn tiến triển là phòng ngừa bệnh tim mạch vành này. Đây là một cái sản phẩm rất là hỗ trợ cho những bệnh nhân nào mà bị ung thư thì nên sử dụng gì, sản phẩm tảo, sử dụng nhân sâm tế bào gốc kèm với gọi là nhân sâm, cái hãng sản phẩm nhân sâm cô đặc đó anh chị đó, nên sử dụng sản phẩm nhân sâm cô đặc kết hợp thêm uống uống giữa các uống thêm là sản phẩm tảo để mình cải thiện thêm cái bệnh của mình nhé, bệnh ung thư của mình nhé. Rồi chất diệp lục, chất diệp lục và đó là gọi là chất diệp lục hay còn gọi là máu của thực vật anh chị. À, đây nó giúp cho cái pH của máu của mình nó kiềm hơn, nó tốt hơn, cái hồng cầu nó được trơn lãng và di chuyển mạch máu tốt hơn, được không ạ? Anh chị có thể đọc thêm. Rồi cái cỏ linh lăng này á thì nó là loại bỏ axit uric, tức là khi mà anh chị ăn đồ về thịt cá nhiều, hải sản nhiều thì cơ thể mình sẽ tăng axit uric, và axit uric nó sẽ dễ ứ động, đặc biệt nó dễ dễ ứ động ở các mô khớp. Thì khi cái mô khớp này nó bị ứ động và nó gây viêm thì gọi là bệnh bệnh gút à anh chị, hay đặc biệt nó ứ động nhiều nhất ở ngay các mô mô ngón cái á, khớp bàn ngón chân cái á, thì chân cái hoặc tay cái, ngón tay cái á, thì nó dễ ứ động ở đó và nó gây viêm mà bị đau đau khớp. Thì nên cái cỏ linh lăng này giúp cho loại bỏ axit uric, nên hỗ trợ cho những bệnh nhân bị gút cực kỳ tốt, được được không ạ? Được không ạ? Đây ngoài ra nó có isoflavone nè, có chất tương tự như estrogen giúp làm dịu các triệu chứng mãn kinh, điều hòa kinh nguyệt, được không ạ? Thì uống vào những người mà bệnh nhân mà tiền mãn kinh thì họ hay bị bốc hỏa thì mình hỗ trợ rất là tốt. Cái sản phẩm mà thứ ba muốn chia sẻ đó là sản phẩm về 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 trái cây, thì một chai như thế này thì tương đương với 30 củ sâm, mà một chai mà 30 củ sâm mà bỏ vào một chai như thế này thì rõ ràng là giá trị của nó hơn 900.000 đô, mà hiện tại mình bán với giá là hơn 930.000, cũng tương đương với một chai tảo mà. Thì nó tổng hợp hơn 30 loại trái cây, hơn 18 loại trái cây chứ, chính xác là 18 loại trái cây anh chị. Hơn 18 loại trái cây mà bỏ vào một cái chai như thế này thì cực kỳ tốt luôn. Tại vì á, mình thay vì một ngày mình ăn uống gì mình bác sĩ khuyên mình ăn nên ăn một gỗ trái cây, đúng không ạ? Nếu mà trái cây thì có ai ăn nổi không? Không. Thì một ngày mình uống một nắp như thế này thôi, một nắp khoảng 30 ml, thì mình tương đương với mình ăn một ngày một gỗ trái cây, và giúp rất là tốt, tại vì nó tổng hợp hơn hơn 18 loại trái cây về chống oxy hóa rất là mạnh. Chống oxy hóa, chống gốc tự do, khử gốc tự do rất là mạnh, thì nó cũng hỗ trợ một phần rất là tốt cho những bệnh nhân ung thư, được không ạ? Anh chị nhớ mà, thì đến đây nó gốc gốc tự do này, nó khử gốc tự do thì nó làm cho nó bảo vệ được cái ADN, ngừa được đó, mà ngừa được ung thư rất là tốt. Ở đây là trái bào, là cái sản phẩm về nước trái cây của mình ạ. Rồi cái sản phẩm mà em muốn chia sẻ với anh chị sau đó, tiếp theo đó là sản phẩm về bí mật phụ nữ. Đây là một sản phẩm rất là tốt, và sản phẩm này nó là một cái gọi là bài thuốc bí truyền của người phụ nữ ngày trước đây. Ngày trước đây nó chị thực sự là nói thẳng với anh chị luôn, cái bài thuốc này trước đây em tìm hiểu đó là chị bài thuốc này chỉ dành cho cung tần mỹ nữ và vua chúa họ xài này. Người thường không có, dân thường không có xài, dân thường họ chỉ sử dụng đảng sâm. Đây là một bài thuốc bổ khí huyết của người phụ nữ. Ngày trước đây thì cái bài thuốc này á, ngày trước đây là chỉ vua chúa họ dùng nhân sâm, nhưng mà dân thường thì không có cửa dùng nhân sâm, nên là họ bắt đầu dùng đảng sâm. Đảng sâm thì nó không có công dụng nhiều, thì cái dùng nhân sâm này mới có công dụng. Thì cái bài thuốc này nó giúp cho điều hòa kinh nguyệt cho người phụ nữ hồng hào trắng sáng hơn, giảm các triệu chứng về da hay nếp nhăn hay bị lão hóa do tiền mãn kinh, và giảm các triệu chứng về tiền mãn kinh. Thứ hai là nó giúp cho làm hồng được cái chỗ mà mình mong muốn, đúng không, cái chỗ ấy của mình. Thứ ba đó là mình giúp cho tăng cường điện nước của mình. Mình lớn lớn tuổi hay mình dễ bị khô hạn, đau rát khi mà sinh hoạt vợ chồng, thì mình dùng cái sản phẩm này thì mình giúp cải thiện được cái nội tiết tố và làm cho mình được điện nước dồi dào hơn, được không ạ? Thì và một số người phụ nữ trẻ, một số người mà bạn trẻ thì có thể sử dụng sản phẩm này để giúp cho tăng kích thước vòng một, được không ạ? Đây là một cái sản phẩm rất là tốt và chỉ dành cho cung tần mỹ nữ thì trước đây họ dùng. Anh chị thấy cung tần mỹ nữ ngày trước đây trong cung vua họ đẹp không ạ? Họ đẹp, cực kỳ đẹp, và họ da họ cực kỳ đẹp luôn. Không hề có mỹ phẩm, không hề có đồ trang điểm đâu, nhưng mà họ dùng những cái sản phẩm như thế này, da họ cực kỳ đẹp, cực kỳ trẻ lâu, được không ạ? Để gì?
Trẻ lâu để gì? Để quyến rũ vua. Để quyến rũ vua thì sao à? Thì vua chết sớm rồi. Thì vua phải dùng gì? Dùng nhân sâm rồi đúng không ạ? Rồi, cái xong đó, sản phẩm. À, sản phẩm mà cuối cùng em muốn chia sẻ với anh chị đó là sản phẩm về cà phê. Đây là một cái sản phẩm cà phê, thì một cái gói của mình, gói cà phê như này, mình có hoạt chất có nửa củ nhân sâm thì tương đương với 15.000 đô. 15.000 đô mà trong một cái gói cà phê mà mình chỉ có giá là bao nhiêu ạ? 14.000 đồng thôi. Thật là một cái giá trị rất là tuyệt vời. Và anh chị một ngày anh chị uống cà phê bên ngoài cũng khoảng 15.000, nhưng mà hay vào đó mình uống một cái ly cà phê gì khoảng 14.000 thì cực kỳ tuyệt vời. Mà một cái ly cà phê như thế này mình uống thì thứ nhất là cà phê Arabica, thì cái cà phê này nó ít lượng caffeine và nó giúp cho những bệnh nhân gì không không gây mất ngủ cho những bệnh nhân gì, bệnh nhân hay bị thức, gọi là triệu chứng thất miên, hay gọi là bệnh nhân mất ngủ anh chị. Thì thứ nhất là mình có gì, cà phê Arabica, thứ hai là nhân sâm tới một gốc nửa củ sâm thì tương đương hoạt chất của nửa củ sâm rừng, thứ ba là dầu cây cọ lùng, và thứ tư là cái bông bột đông trùng hạ thảo, được không ạ? Thì cái bột đông trùng hạ thảo và cây cọ lùng này và nhân sâm này nó lại gì cộng hưởng với nhau là giúp cho sinh lý người nam cực kỳ tốt luôn anh chị. Đặc biệt theo bậc những người nào, bệnh nhân nào mà uống khoảng một hộp thôi, uống một hộp nha, chứ không phải uống vào thấy liền nha anh chị. Uống khoảng một hộp thì cảm thấy là về nhà cải thiện khả năng sinh lý của mình rất là tốt. Vậy những người bệnh nhân nam hay lớn lớn tuổi hay bị gì rối loạn cương liệt dương xuất tinh sớm đúng không ạ, thì á nó giúp cho những bệnh nhân này tăng cường, bệnh nhân nam thì giúp cho tăng cường sinh lý, tăng cường hệ miễn dịch của họ, giúp cho bệnh nhân nam cảm thấy cường tráng hơn, phục hồi được tuổi thanh xuân của mình, đúng không? Thì cái người nam của mình á, là cái chú trọng của họ là cái sinh lý của họ, thì cái này cái sản phẩm này rất là hiệu quả. Và đặc biệt anh chị thấy này, đặc biệt anh chị theo như đông y á, cái nhân sâm á, cái nhân sâm thì cái gọi là cái đồng hồ sinh học của cây nhân sâm nó tương tự như đồng hồ sinh học của người, của con người, nên là đặc biệt anh chị thấy á, những người những uống cà phê này á, đặc biệt uống buổi sáng thì rất là tỉnh táo, tại vì cái đồng hồ sinh học của nó trùng với cái đồng hồ sinh học của cây nhân sâm, nó trùng với đồng hồ sinh học của con người, nên là anh chị uống cà phê này anh chị buổi sáng anh chị rất là tỉnh táo, nhưng mà uống buổi tối anh chị sẽ cảm thấy rất là buồn ngủ. À, rất là tuyệt vời ở chỗ sản phẩm này, là sản phẩm cà phê của mình là một sản phẩm gì không gây mất ngủ và rất là tỉnh táo, đúng không? Thứ hai là có nhân sâm thì nó cái lượng cà phê in nó ít, thì những người bệnh nhân nào bị tim hay bị hẳn tim hay là bị gì bị rối loạn nhịp tim thì người ta rất ngại khi uống gì sản phẩm cà phê do nó làm mệt tim, đúng không? Thì cái sản phẩm của mình á, những người bệnh nhân tim mạch thì dùng rất là tốt luôn, dùng rất cải thiện rất là tốt, đúng không? Thì mẹ mẹ Khánh cũng là một cũng làm bác sĩ đại học y dược, thì mẹ Khánh này hiện tại đang bị gì lóc nhánh phải thì hay bị rối loạn nhịp tim, nhưng mà rất là ghiền cà phê, không nhưng mà không dám uống. Nhưng mà khi Khánh đem cái chia sẻ cái dòng cà phê này thì mẹ uống là mẹ rất khỏe, mà mẹ gì nói chuyện rất là vang, rất là tốt. À, dòng cà phê này là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời mà mình có thể dùng hàng ngày để mình hỗ trợ cho sinh lý nam, mà cũng như là mình tỉnh táo hơn, sức khỏe mình tốt hơn, đúng không? Vậy thì mình nói như thế thì cái sản phẩm những người nữ họ được dùng cà phê không ạ? Vẫn dùng bình thường nha anh chị. Người nữ mình có một cái đặc quyền đó là mình dùng cái sản phẩm của nam hoàn toàn không sao cả. Nhưng mà người nam mà dùng sản phẩm của nữ thì nó sẽ có vấn đề, đúng không? Nó sẽ gây yếu sinh lý cho nam. Nên là anh chị anh các anh nào có chú ý nhé. Người nữ dùng sản phẩm của nam hoàn toàn không sao hết nha anh chị. Rồi. Ngoài ra thì mình có một cái sản phẩm cuối cùng, đó là sản phẩm về tinh hoa tế bào stem cell. Thì cái này là một cái sản phẩm giờ dành cho chống lão hóa, chống nếp nhăn, phục hồi tuổi thanh xuân ở vùng mặt và vùng da của cơ thể. Thì đây là một cái sản phẩm mỹ phẩm của công ty mới vừa được cho ra đời, và nó đang điều trị gọi là cải thiện, gọi là săn chắc được vùng mặt những người bị má, những người bị da chảy xệ, nếp nhăn hay là bị đen sạm nám, thì dùng cái sản phẩm này cực kỳ tốt và cải thiện rất là hiệu quả. Đó là sản phẩm gì, một cái chai mỹ phẩm về nhưng có nhân sâm tế bào gốc trong đây. À thì tế bào gốc nó giúp cho duyên niên ích thọ và làm trẻ hóa con người, đúng không ạ? Thì nó giúp cho cái da mặt của họ anh chị có thể test bằng cách là một bên nửa mặt của mình là đeo mà gọi là thoa kem, một bên nửa mặt là không thoa kem, thì anh chị sẽ qua một đêm anh chị sẽ thấy cải thiện cách rõ rệt luôn giữa hai vùng mặt với nhau, đâu mà đây là sản phẩm, đây là tổng quan về sản phẩm. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh chị về sản phẩm của đây là đây là một cái em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái về ung thư, chuyên sâu về ung thư chút xíu nhé. Thì ung thư
Đây, đây là một bài báo của một phụ nữ Today. Thì vào ngày 5 tháng 5 2018, ung thư cũng là nguy hiểm. Đây là một bài báo, anh chị có thể lên sạch để anh chị đọc đọc chọn bài báo này nhé. Đây, từ quan điểm xưa, nhân sâm không được dùng cho bệnh nhân ung thư vì nhân sâm là một chất bổ dưỡng. Nếu dùng nhân sâm sẽ làm cho các bạn ung thư phát triển càng gây nguy hiểm. Quan niệm đó có đúng không? Bệnh ung thư có dùng được nhân sâm hay không? Thì đây có một cái chất là lưu ý nè. Trong hơn 30 loại hoạt chất ginsenoxit, có hai loại hoạt chất ginsenoxit là RH2 và RG3 thì có trong hồng sâm và nhân sâm núi hoang dã và chiếm một lượng rất ít. Anh chị thấy chú ý cho khúc này không? Đó. Cái hai cái hoạt chất mà tốt cho cơ thể mình á, tốt cho cơ thể mình nó chỉ có ở hồng sâm và nhân sâm núi hoang dã rồi nha anh chị. Còn cái sâm mà mình nuôi trồng và nuôi cấy 1-2 triệu, 1-2 năm là không có tác dụng gì hết. Nó không có tác dụng điều trị được không ạ? Đây. Đây. Nó là công dụng chữa bệnh ung thư gan bằng nhân sâm đã được các nhà khoa học chứng minh rằng nhân sâm có tác dụng hiệu quả với bệnh ung thư và các hoạt chất của nhân sâm giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Với tình trạng bệnh của các những bệnh nhân mới phát hiện và đang ở trong giai đoạn đầu nên sử dụng nhân sâm hàng ngày để giúp các tế bào ung thư đồng thời bật chúng ra khỏi cơ thể, được không ạ? Đó là một cái công dụng. Đây em muốn chia sẻ cho anh chị là đây đây, và cần lưu ý rằng không phải là nhân sâm hồng sâm nào cũng có tác dụng như nhau. Hiệu quả của nhân sâm còn phụ thuộc vào hàm lượng có trong hồng sâm, có loại gần như ức ít hoặc không có hoạt chất RH2, RG3, RG1, RG2 nên chỉ có tác dụng tăng cường sức khỏe chứ không hiệu quả với điều trị bệnh, anh chị chú ý nhé. Đó, đây đây là cái thí nghiệm hồi nãy em Khánh đã chia sẻ cho mọi người, đó là người ta lấy saponin cho một ống nghiệm có chứa tế bào ung thư, còn ống nghiệm khác lấy tế bào ung thư thí nghiệm đối chứng để hai ống nghiệm này trong một năm. Nhưng mới nửa năm người ta đã phát hiện ống nghiệm không có saponin, cái ống nghiệm mà đối chứng á, tế bào ung thư phát triển rất là nhanh, còn ở ống nghiệm có saponin tế bào có phát triển nhưng là những tế bào bình thường. À chú anh chị chú thấy thấy tuyệt vời không? Tế bào có phát triển nhưng là những tế bào bình thường cường hóa làm các tế bào trong ống nghiệm lên men chuyển hóa thành tế bào bình thường, cực kỳ tuyệt vời không anh chị? Tức là nó nằm trong một cái tế bào ung thư nó trở thành bình thường hóa, cho nên dịu đi, mất sự ác tính của họ đi, được không ạ? Cải thiện cách hiệu quả luôn, và nhân sâm nó là gọi là thần dược của đông y. Nhưng mà trong cái bài báo này họ không nhấn mạnh về cái vấn đề RB1, được không ạ? RB1 nên là cái bài báo này nó thiếu sót cái vấn đề đó, và nhiều người sẽ đọc cái bài báo này họ mua nhân sâm họ uống và gây cho bệnh của họ nặng hơn. Anh chị chú ý cái chỗ này chút xíu nhé. Nên là mình là không được sử dụng nhân sâm cho những bệnh nhân ung thư, nhưng mà mình sử dụng nhân sâm tế bào gốc, được không ạ? Đây một mà muốn rồi sử dụng nhân sâm tế bào gốc thì mình có giấy độc quyền rồi, và mình chỉ có ở Shinsengumi thôi. Anh chị sẽ liên hệ với những người nhà phân phối để anh chị có thể sở hữu, anh chị sẽ liên hệ với những người mà đang đang là nhà phân phối của Shinsengumi để sở hữu cái sản phẩm tuyệt vời này nhé. Và cái đây anh chị có thể lên cái USPTO. Đúng rồi, đây 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 là một tổ chức của Mỹ. Đây đây là một cái chị có thể coi lại cái bằng phát minh của mình. Bằng phát minh của mình là của cancer đây, cancer prevention or treatment content, thì anh chị sẽ search là 9314492. Anh chị chú ý nha, không search ở đây nha anh chị, không search ở chỗ này. Mình sẽ search vào patient basic, mình sẽ search ở đây, được không ạ? Patient basic, mình sẽ search patient search. Patient search đây anh chị. Wix. Đây mình có thể search là bao nhiêu ạ? 9314492, 9314492 chị search, được không ạ? Đây đây là đây đã ra đây anh chị. Combination for cancer prevention or treating contain active plantain cell river banakinsen. Đây à, là cái thí nghiệm hồi nãy em cho anh chị xem á. Đây này, được không ạ? Đó, phòng ngừa hoặc điều trị
Đây, ung thư đây. Ông John Buchin này, John Buchin của là nhà khoa học đây, đã chứng minh, đã đăng ký bằng phát minh và có giấy chứng nhận. Đây là thí nghiệm đây. Thí nghiệm đây, gồm có bao nhiêu người tham gia và mô tả thí nghiệm. Đây là về order refer và claim. Đây, description đây là mô tả đây. Background, summary. Đây là những cái bản, thì cái trong cái file khác nó sẽ có một cái bản để mà nói về thí nghiệm là PET CT này, nó chụp lại MRI CT để mà chụp lại các lớp để mà xem lại biểu hiện của tế bào khối u à. Đây. Đây là cái một cái ca lâm sàng thứ nhất đây. Đây là một cái bài báo, đây là một ca lâm sàng thứ nhất. Có rất là nhiều ca lâm sàng ở đây. Anh chị rảnh chị có thể đọc thêm về cái chứng thí nghiệm chứng minh này. Đây là bệnh nhân thì thí nghiệm đây nè, 304 thì bệnh nhân thứ tư. Đây là một patient, ông John, sinh năm 1939, được chẩn đoán là ung thư phổi vào tháng 3 2006, và được cho sử dụng 4 gam mỗi ngày trong 13 tháng, và được điều trị 4 gam mỗi ngày trong 13 tháng, và những anti-cancer điều trị không, và không điều trị một cái sản phẩm nào khác, dùng không dùng sản phẩm điều trị nào khác, và dùng đây và sử dụng PET CT chụp lại, thì sau 13 tháng thì cải thiện được vấn đề về ung thư phổi. PET-CT chụp lại thấy tế bào khối u nó được giảm hẳn. Đây là một bệnh nhân thứ năm, thì đây là bệnh nhân ông Won, sinh năm 1949, được chẩn đoán là rectal cancer, tức là ung thư về đại trực tràng anh chị. Đây là một bệnh nhân thứ sáu, là bệnh nhân về patient for gastric cancer, tức là ung thư vậy, ung thư gì gì à, dạ dày anh chị. Đây là một bệnh nhân về acute lymphoblastic leukemia, tức là bệnh nhân ung thư về bạch huyết anh chị. Đây là bệnh nhân về leukemia. Đây là một bệnh nhân là lymphoma đây, bạch huyết đây. Được không ạ? À? Đây là những cái thí nghiệm, đây cái thí nghiệm thứ thứ sáu là về ung thư dạ dày. Còn đây là một cái thí nghiệm, đây rất là nhiều thí nghiệm anh chị. Đây. Còn mấy trang nữa anh chị. Ở dưới nó còn mô tả rất là nhiều, thì anh chị có thể lên đây anh chị tham tham khảo để anh chị biết về những cái công dụng của sản phẩm và cũng như những cái thí nghiệm này. Và cái này là những cái công trình liên quan này, những cái công trình liên quan này như thế nào nhỉ? Đây. Search for patient. Em nghĩ là search cái này nó sẽ tốt hơn. Patient quick search. Và patient search number. Ok. University by refer by nè, được bảo trợ nè, được bảo trợ bởi, được hướng dẫn bởi những nghiên cứu khác, nó liên đới với nhau. Và đây là những người tham gia đây, Sarkozy, Chemistry đó, đây là những người tham gia trong cái cuộc nghiên cứu và đã được chứng minh. Đây nó nói về cái được mà. Rất là nhiều thứ mình đang xem,
những cái ý chính mà có thể chia sẻ cho anh chị. In one example for patient intervention pancreas, đây là những cái thí nghiệm mà họ đã thí nghiệm và chứng minh. Thì những cái qua những cái ca lâm sàng, thứ nhất là những bệnh nhân về ung thư tuyến tụy nè anh chị, lung cancer tức là ung thư về phổi, liver cancer tức là ung thư dạ gan, colon cancer tức là ung thư về cái bệnh đường ruột, cancer tức là ung thư vú, cervical cancer tức là ung thư về cổ tử cung, skin cancer là ung thư da, và prostate cancer tức là ung thư về tiền liệt tuyến anh chị. Thì đây là mà đã được nè, cell line nè, đã được điều trị với Barnett Tinsen nè, được không ạ? Đây là những cái kết quả là cancer cell killing, tức là có cancer killing tức là mình tiêu diệt tế bào ung thư, for all cancer cell line, cực kỳ tuyệt vời. Thì đây là những cái nghiên cứu đã được chứng minh, và đây là những cái ca lâm sàng example, những cái ca lâm sàng đã được chứng nghiệm thí nghiệm đàng hoàng hết tất cả mọi thứ nha. Có bao nhiêu người tham gia đây, mọi thứ đây, mọi thứ nó phải rõ ràng như thế. Thì bên tổ chức của SBTO đã chứng nhận được mình là hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị về ung thư cực kỳ tốt luôn. Thì anh chị có thể nói lại việc này, và anh chị có thể chia sẻ cho những cái người bệnh nhân ung thư của mình, chia sẻ cho những người hiện tại đang mắc những căn bệnh, chia sẻ những cái công dụng, những cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng, để mà mọi người được được biết với cái sản phẩm nhân sâm tế bào gốc này hơn, được không ạ? Thực sự á, thực sự nếu mà em nói thẳng luôn, phải phải chăng nếu mà em không biết em không biết về sản phẩm này thì khi gặp người bệnh em không chia sẻ cũng không không có tội gì. Nhưng mà nếu anh chị đã nghe qua clip này, và anh chị biết qua cái clip này, và anh chị biết được công dụng thực sự của nhân sâm tế bào gốc, thì anh chị hãy 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 giúp em chia sẻ cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng, được không ạ? Anh chị có thể chia sẻ được những cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng, để mà họ được cái sức khỏe được tốt hơn, chữa được những cái bệnh mà họ họ đang mắc phải, và giảm chi phí cho xã hội, được không ạ? Tại nếu anh chị đã biết đến sản phẩm này mà anh chị biết được rằng họ đang mắc bệnh mà anh chị không chia sẻ, thì rõ ràng là anh chị đang đang khá là gây nghiệp, được không ạ? Thì mình đã lỡ mình biết rồi, thì mình hãy hãy giúp em chia sẻ cho sức khỏe cho cộng đồng, được không ạ? Rồi, dạ, buổi chia sẻ của em đến đây là hết, và xin chào tất cả anh chị, và chúc anh chị gọi là cuộc sống luôn luôn vui vẻ, và mình có thật là nhiều tiền và hạnh phúc với gia đình, được không ạ? Và khi mình có sức khỏe thì mình có tất cả mọi thứ, được không ạ? Người ta nói là khi có sức khỏe thì ta có hàng ngàn ước mơ, và khi không có sức khỏe thì ước mơ duy nhất của ta đó là sức khỏe, được không ạ? Thì anh chị hãy chia sẻ sức khỏe cho cộng đồng để mọi người được tận hưởng, mọi người được biết đến cái sản phẩm nhân sâm tế bào gốc tuyệt vời của mình. Dạ, xin chào tất cả anh chị, và hẹn gặp lại anh chị vào một cái dịp nào đó ở công ty Sun Century. Dạ, kính chào.